Hello mọi người. Hiện tại bây giờ anh Tài đang có mặt tại một cái bãi biển rất là đẹp của Tây Úc, biển Fremantle. Cái khu vực du lịch này xây dựng từ rất là lâu rồi, hầu như ai đi đến đây khắp nơi trên thế giới tới đây du lịch đều đi tới cái biển này hết, bởi vì nó có rất là nhiều cái nơi để người ta tham quan á. Nó có một cái bến tàu rất là đẹp. Biển cũng đẹp nữa, rồi cái thành phố sau lưng biển cũng đẹp nữa, thành phố sau lưng biển giống như là một cái thành phố cổ vậy, nó có từ rất là lâu rồi. Hiện tại bây giờ thì nhiệt độ ở đây rất là tốt, trời rất là đẹp, có một chút mưa nhẹ, nhiệt độ thì chỉ có khoảng buổi sáng 10 độ thôi, lạnh như quỷ. Nãy giờ đứng đây mà muốn ho lao luôn á, thở được ra khói luôn á. Bây giờ ráng là lạnh lạnh chứ lỡ ra tới đây rồi, hôm nay cuối tuần mà nó lạnh quá cho nên cũng không có ai đi ra đây nhiều hết. Cũng có mấy gia đình đi ra đây cắm trại, chắc là người ở đây người ta quen chịu lạnh rồi. Ok, bây giờ Tài sẽ đi vòng vòng biển này, quay cho mọi người coi biển Fremantle đẹp như thế nào nha. Bình thường ngoài đây đông lắm nha, những cái ngày nghỉ lễ mà cuối tuần á, mọi người tập trung ra đây, ai có du thuyền thì họ sẽ đi lên trên thuyền chạy ra ngoài biển lớn để câu cá, còn không thì mọi người ở trên đây có khu ăn uống, khu shopping, tổ chức party trên đây nhiều lắm. Tại tới đây mấy lần rồi, lần này mới quay cho mọi người coi. Bây giờ thì đi kiếm cái món gì đó ăn ngon ngon lên trên bãi biển, thì đang hải sản rồi đúng không, kiếm cái gì đó ngon ngon ăn rồi quay clip rồi đăng về gửi cho bà Ánh coi cho bà tức chơi. Thank you.
tại anh Tài đang đứng ở trung tâm của thành phố Perth tại Tây Úc. City buổi tối thì rất là đẹp nha. Nhưng mà hôm nay thì quang cảnh ngoài đây ngoài đẹp ra thì còn đông nữa. Đông lắm. Ở đây hiện tại bây giờ rất là đông, có khoảng 4 người tụi tôi thôi. Đi từ trong nhà đi ra tới trung tâm này đi ăn xong rồi ghé ra đây chơi tính chụp hình nữa. Chứ chắc ở ngoài đây đông lắm, cuối cùng ngoài đây không có bóng người nào hết trơn á. Tại vì ngày hôm nay thời tiết cũng lạnh. Cộng với hôm nay không phải là thứ bảy chủ nhật nữa cho nên mọi người chắc đi ngủ hết rồi. Nhưng mà thành phố thì không bao giờ tắt đèn. Quay một vòng cho quý vị coi thành phố đẹp như thế nào nha. Đẹp chưa? Very đẹp luôn. Buổi sáng đẹp kiểu khác, buổi tối đẹp kiểu khác. Hồi nãy còn thấy có rất là nhiều người chèo thuyền kayak ở đây nữa. Nhưng mà chèo đi đâu hết trơn rồi. Chắc đã chèo ra ngoài sông lớn ngoài kia rồi. Thành phố Perth thì không có sôi nổi và nhộn nhịp giống như ở Melbourne và Sydney. Nhưng mà ở đâu thì cũng có một cái nét đẹp riêng hết. Và ở đây thì đa số là mọi người đi chơi vào buổi sáng thì sẽ thấy nó đẹp hơn. Và những ngày cuối tuần á, những ngày cuối tuần thì ngoài đây rất là đông. Bảo đảm là nó sẽ đông rất nhiều. Bây giờ đi nơi khác chơi, quay hình lại cho quý vị coi thành phố vào buổi tối đẹp như thế nào nha. Tôi đã đến Tây Úc rất nhiều lần rồi mà bây giờ tại mới phát hiện ra biểu tượng của Tây Úc là cái gì. Cuối cùng ra tìm ra được biểu tượng của Tây Úc. Đây. Đố mọi người nhìn ra được đây là cái gì. Đây chỉ là cái hình ảnh tượng trưng thôi nha. Đây là một cái khối vàng. Nó nặng tới 35kg, 35kg mấy lận. Ngày xưa thì nghe mọi người đã kể là ngày xưa có cái ông đó, ông đi đào vàng. Lúc mà xây dựng cái thành phố ở Tây Úc này á, thì ông đào được cái cục vàng này lên 35kg. Bây giờ hiện tại nó là một trong 9 cái cục vàng bự nhất trên thế giới. Nó đứng thứ 9. Thôi, mấy cục kia nó còn khủng khiếp hơn nữa. Nhưng mà cái cục này á, là nó có cái biểu tượng á, là khi người ta đào lên là ta nhìn thấy nó ra hình con chim. Cho nên người ta đặt tên cho nó là Golden Eagle. Là nó giống như một con đại bàng vậy đó. Đó. Sau bao nhiêu lần tới đây tôi mới phát hiện ra đây chính là biểu tượng của Tây Úc. Mà có những người ở Tây Úc hoàn toàn không biết. Ví dụ như là bà má nuôi của tôi chẳng hạn. Yeah. Biểu tượng Tây Úc là đây. 35kg vàng, nhưng mà cái cục này nó làm bằng đồng. Còn cái cục 35kg vàng kia là nó đem đi chỗ khác nó giấu rồi. Chứ cái cục này mà nó bằng vàng thì chắc mỗi ngày ra nó mất 1 miếng. Tới hôm nay là nó mất chắc mười mấy lượng rồi, chứ còn cục chút xíu á. Đây, biểu tượng, nhìn đi, giống con chim không? Rồi, bây giờ để tôi đi vòng vòng tôi coi còn cái cục nào khác lớn hơn cái cục này nữa không. Tôi sẽ quay cho mọi người coi tiếp nha.